Mời quý vị khán giả cùng theo dõi bản tin trong nước và quốc tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Thưa quý vị khán giả, trước những dư luận xã hội về giá xét nghiệm COVID-19 đang ở mức cao và đặt ra nhiều câu hỏi về tính minh bạch về giá của các loại xét nghiệm, đại diện Bộ Y tế và người phát ngôn của Chính phủ đã có những thông tin về vấn đề này tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra vào chiều qua mùng 2 tháng 10 tại Hà Nội. Trả lời câu hỏi của phóng viên về sự công khai minh bạch của giá xét nghiệm, đại diện Bộ Y tế cho biết, tính đến nay Bộ đã cấp phép cho 97 loại test xét nghiệm SARS-CoV-2, gồm có xét nghiệm real-time PCR, xét nghiệm kháng nguyên, xét nghiệm kháng thể. Bộ Y tế cũng yêu cầu các đơn vị sản xuất, phân phối, nhập khẩu và kinh doanh test xét nghiệm thực hiện công khai giá, cập nhật giá để các đơn vị và người dân dễ dàng tra cứu. Và Bộ Y tế cũng yêu cầu là các đơn vị cung cấp sinh phẩm xét nghiệm hàng tuần phải cập nhật công khai cái giá trên cổng thông tin giá của Bộ Y tế để đảm bảo cái tính công khai minh bạch và tạo điều kiện để mà cho các cái đơn vị đăng ký tạo ra một cái cạnh tranh lành mạnh. Thực tế, các loại test xét nghiệm đạt tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới, châu Âu, Hoa Kỳ hoặc có xuất xứ từ châu Âu hay từ Hoa Kỳ thường có giá cao hơn mặt bằng chung giá test kit của các nước khác. Việc mua test kit vào thời điểm dịch bệnh có diễn biến phức tạp, căng thẳng ở nhiều nước, thị trường khan hiếm thì giá kit xét nghiệm thường cao, số lượng người mua càng lớn thì giá càng giảm. Giá các loại test mà xét nghiệm nhanh ấy, thì cái giá nó còn phụ thuộc vào các cái chủng loại, tiêu chuẩn này, nguồn gốc này, chất lượng này, rồi kể cả số lượng mua nhiều thì rẻ, mua người thì người ta sẽ giảm giá, rồi thời điểm, rồi diễn biến của dịch bệnh tại cái thời điểm mua ấy. Hiện nay Bộ Y tế đã hoàn thiện các loại định mức xét nghiệm và dự thảo thông tư về mức giá xét nghiệm xin ý kiến các bộ, đơn vị để ban hành. Đồng thời, Bộ Y tế đang tổng hợp ý kiến để đề nghị đưa test xét nghiệm COVID-19 vào mặt hàng bình ổn giá do chưa được quy định trong luật. Thưa quý vị, tại cuộc họp báo Chính phủ diễn ra chiều qua, Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, đã trả lời một số nội dung báo chí quan tâm liên quan tới hoạt động tố giác sai phạm trong làm từ thiện. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, vừa qua, Bộ Công an đã nhận được tin báo tố giác tội phạm liên quan tới một số cá nhân có hoạt động gây quỹ quyên góp từ thiện trong đợt bão lũ miền Trung năm 2020. Bộ đã chỉ đạo Cục Cảnh sát Hình sự thụ lý, kiểm tra, xác minh các nguồn tin. Hiện nay, Cục Cảnh sát Hình sự đang phối hợp với các ngân hàng tiến hành rà soát, xác định các tài khoản đã huy động từ thiện để làm rõ việc tiếp nhận, quyên góp và quá trình giải ngân. Thứ hai là Cục Cảnh sát Hình sự cũng phối hợp với Ủy ban Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thuộc các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi để xác minh làm rõ cái số tiền hàng mà các cá nhân đã tiến hành cứu trợ từ thiện tại các cái địa phương đó, và cũng đã mời làm việc với một số cá nhân tổ chức đề nghị cung cấp các cái thông tin có liên quan. Ngoài ra, Cục Cảnh sát Hình sự đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Hình sự ở một số địa phương tiến hành rà soát, nắm tình hình hoạt động từ thiện diễn ra trên các địa bàn để kịp thời phát hiện các trường hợp, cá nhân, tổ chức lợi dụng việc kêu gọi từ thiện để trục lợi, chiếm đoạt tài sản. Cũng theo Trung tướng Tô Ân Sô, vừa qua, vấn đề liên quan tới giải ngân từ thiện có nhiều xôn xao trên mạng xã hội. Ông đề nghị cá nhân gửi đơn tố cáo, người bị tố cáo và cư dân mạng hết sức bình tĩnh, kiềm chế, không nên có những ngôn từ không phù hợp, tránh việc người khác lợi dụng việc này gây ảnh hưởng tới trật tự xã hội. Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa quyết định bổ sung mặt hàng các vật tư để sản xuất que test COVID-19 vào danh mục được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng chống dịch. Các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu gồm túi nhôm dùng để đựng kit test, vỏ trên, vỏ dưới, que kiểm tra, ống chứa mẫu kiểm tra. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 30 tháng 9 đến ngày có văn bản công bố hết dịch của cấp có thẩm quyền. Trước đó, Bộ Tài chính cho biết, để tạo thuận lợi cho công tác phòng chống dịch COVID-19, thời gian qua, cơ quan hải quan đã thông quan nhanh các hàng hóa phục vụ công tác chống dịch. Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội của Bộ Công an cho biết đang triển khai các ứng dụng tiện ích trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thẻ căn cước công dân gắn chip phục vụ cho các thủ tục giao dịch được thuận tiện, tiết kiệm thời gian. Đặc biệt, với tình hình phòng chống dịch cấp bách, Bộ Công an đã tích hợp hàng loạt tiện ích cho căn cước công dân gắn chip. Trong đó, đáng chú ý là việc tích hợp thông tin thẻ xanh, tiêm chủng, giấy đi đường, thông tin xét nghiệm, giấy phép lái xe và thông tin về hưởng chính sách hỗ trợ do đại dịch COVID-19. Công dân đã được tiêm 2 mũi vaccine phòng dịch sẽ được tích hợp thẻ xanh, tiêm 1 mũi được tích hợp thẻ vàng trên căn cước gắn chip. Mặt sau của thẻ có chứa mã hàng không dân dụng quốc tế theo tiêu chuẩn ICAO.
Chip điện tử được tích hợp các trường thông tin cơ bản của công dân, có chứa thông tin sinh trắc học, ảnh chân dung và vân tay theo tiêu chuẩn này. Tất cả thông tin lưu trữ đều được bảo mật, đảm bảo an toàn thông tin bởi Ban Cơ yếu Chính phủ. Theo đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tại phiên họp báo thường kỳ Chính phủ, trên cơ sở thực hiện đánh giá, ước thực hiện cả năm GDP năm nay sẽ đạt ở mức từ 3 đến 3,5%. Để đạt được mục tiêu này, quý 4 cần đạt mức tăng trưởng ở từ 7,6% trở lên. Theo đại diện bộ này, quý 4 có rất nhiều điểm đặc biệt phụ thuộc vào đề án thích ứng an toàn với dịch để đạt được mục tiêu đề ra. Đối với doanh nghiệp cần không bị đóng băng hay đóng cửa, doanh nghiệp phải được hoạt động. Ngoài ra lực lượng lao động thì phải được dịch chuyển, hàng hóa phải được lưu thông. Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế năm 2020, 10 quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất chiếm tổng cộng thị phần 87% trên toàn thế giới, trong đó Việt Nam đứng thứ hai với hơn 17% thị phần. Việt Nam đã tìm thấy một thị trường thích hợp trên thị trường quốc tế bằng cách tập trung chủ yếu vào loại cà phê Robusta rẻ tiền hơn. Việt Nam chiếm hơn 40% sản lượng cà phê Robusta của thế giới. Cà phê trồng ở Việt Nam cũng cho năng suất cao, sản lượng cà phê của nước ta cao hơn đáng kể so với các quốc gia sản xuất cà phê hàng đầu khác. Cục Hàng không Việt Nam đã xây dựng dự thảo kế hoạch tổ chức khai thác các đường bay nội địa trong nước giai đoạn 1, dự kiến áp dụng từ ngày 5 tháng 10 tới. Hiện Cục Hàng không đang gửi để lấy ý kiến của các địa phương thống nhất trước khi triển khai cấp phép hoạt động. Trong văn bản này, Cục đã tiếp thu kiến nghị của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc dừng các hoạt động bay thương mại chở khách đi đến Hà Nội. Còn đối với các chặng bay từ các địa phương khác, Cục vẫn đưa hành trình đến Hà Nội để chủ động xin ý kiến của các địa phương về đường bay, chuyến bay đến với Hà Nội, để khi Hà Nội sẵn sàng thì sẽ tăng tính chủ động trong việc xây dựng kế hoạch bay. Ý kiến của các tỉnh, thành phố có các cảng hàng không, sân bay sẽ là cơ sở để Cục Hàng không quyết định cấp phép khai thác các đường bay đi đến các cảng hàng không nằm trên địa bàn các tỉnh, thành phố. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết đã và sẽ lập những đoàn tàu chuyên biệt để đưa người dân từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê. Theo đó, hành khách lên tàu tại các ga như Sài Gòn, Dĩ An, Bình Dương và ga Biên Hòa, Đồng Nai sẽ được ngành đường sắt phân biệt bằng việc phân chia vị trí tại các tòa để tiện cho việc theo dõi lịch trình di chuyển của hành khách và phối hợp cung cấp cho chính quyền địa phương khi cần. Toàn bộ công tác đón tiễn hành khách tại các ga vận chuyển trên tàu sẽ được đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải và các địa phương. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, có 6 quốc gia là Campuchia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines và Việt Nam đã tham gia chu kỳ khảo sát đầu tiên đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học giai đoạn 2018-2021. Kết quả 3 lĩnh vực là toán, đọc hiểu và viết của Việt Nam đều cao nhất. Tuy nhiên, phân tích chi tiết kết quả khảo sát tại Việt Nam cho thấy học sinh vùng sâu vùng xa còn khoảng cách khá xa so với học sinh các vùng khác về kết quả ở 3 lĩnh vực. Kết quả học tập trong lĩnh vực toán học của học sinh nữ tương đương với học sinh nam, nhưng ở lĩnh vực đọc hiểu và viết, học sinh nữ đạt thành tích cao hơn học sinh nam. Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Nature Conservancy vừa công bố những bức ảnh chiến thắng trong cuộc thi ảnh toàn cầu 2021 sau một năm gián đoạn do đại dịch COVID-19. Cuộc thi ảnh toàn cầu của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên đã trở lại và thu hút hơn 100.000 ảnh dự thi gửi về từ 158 quốc gia trên thế giới. Nhiếp ảnh gia đến từ Vương quốc Anh đã giành chiến thắng chung cuộc với bức ảnh chụp một con khỉ đột đang tận hưởng cảm giác vui vẻ trong một ngày nắng đẹp khi hàng trăm con bướm bay lượn xung quanh mình. Giải thưởng do người đọc bình chọn thuộc về bức ảnh đom đóm của nhiếp ảnh gia người Ấn Độ. Đứng đầu hạng mục phong cảnh là nhiếp ảnh gia ở Brazil với bức ảnh về một con cá sấu caiman chết khô thuộc khu vực rừng Pantanal, ngay sát bên đường cao tốc Transpantanaria, thành phố Pocone, Brazil. Ở hạng mục ảnh nước, nhiếp ảnh gia Vũ Mạnh Cường của Việt Nam đoạt giải danh dự với bức ảnh chụp từ trên cao cảnh một phụ nữ chèo thuyền giữa đầm sen. Những bức ảnh chiến thắng đều thể hiện vẻ đẹp rực rỡ và hùng vĩ của thiên nhiên, đồng thời đem đến những thông điệp sâu sắc về vấn đề bảo tồn môi trường sống. Tiếp theo chương trình là những tin tức quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị khán giả, theo số liệu cập nhật của trường Đại học Johns Hopkins, tính tới sáng sớm nay, số ca tử vong vì COVID-19 tại Mỹ đã vượt 700.000 trường hợp, trong bối cảnh số ca mắc mới gia tăng do biến chủng Delta. Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp tục kêu gọi người dân đi tiêm phòng COVID-19. Cụ thể, Mỹ đã ghi nhận 700.793 ca tử vong do COVID-19 trong tổng số hơn 43,6 triệu ca mắc bệnh. Los Angeles là thành phố có số ca mắc bệnh và tử vong cao nhất với hơn 1,4 triệu ca mắc COVID-19
trong đó hơn 26.000 ca tử vong. Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi người dân đi tiêm phòng nhằm cứu sống bản thân và cuộc sống của những người xung quanh, đồng thời giúp nước Mỹ đánh bại COVID-19. Theo Tổng thống Biden, các loại vaccine hiện nay đều an toàn, miễn phí và có thể tiếp cận dễ dàng. Và Mỹ đã đạt được tiến bộ phi thường trong cuộc chiến chống lại COVID-19 trong 8 tháng qua nhờ vaccine. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC cho biết, tính tới nay gần 65% tổng dân số Mỹ đã nhận được ít nhất một liều vaccine, trong khi gần 56% đã được tiêm chủng đầy đủ. Mỹ cũng tiêm liều bổ sung vaccine của Pfizer cho người từ 65 tuổi trở lên và những người trưởng thành có nguy cơ nhiễm virus cao. Tổng thống Biden đã tiêm mũi vaccine thứ ba và được truyền hình trực tiếp từ Nhà Trắng hôm 27 tháng 9. Viện Dịch tễ Robert Koch, RKI của Đức hôm qua cảnh báo mặc dù số ca mắc mới COVID-19 ở Đức tiếp tục giảm xuống mức thấp trong vài tuần qua, song điều này có thể sẽ thay đổi vào mùa thu và mùa đông năm nay. Viện RKI nhận định thời kỳ lắng dịu của đại dịch COVID-19 ở Đức sẽ nhanh chóng qua đi trong tương lai gần mặc dù phần lớn dân số nước này đã được tiêm phòng vaccine đầy đủ. Theo RKI, vẫn còn một lượng lớn người dân chưa tiêm chủng và sự gia tăng các hoạt động giao lưu trong nhà được xem là nguyên nhân có thể làm gia tăng trở lại số ca mắc mới, đặc biệt khi thời tiết chuyển sang mùa thu và đông với khí hậu ẩm ướt và lạnh hơn. Đánh giá trên của RKI cũng tương đồng với nhận định của Cơ quan Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh ECDC của Liên minh châu Âu, khi cơ quan này mới đây đã cảnh báo về tình trạng tồi tệ hơn của dịch bệnh ở châu Âu vào mùa thu do tỷ lệ tiêm chủng chưa đầy đủ. Bộ trưởng Bộ Y tế Nga Mikhail Murasko cho biết tất cả những vướng mắc cản trở việc đăng ký vaccine ngừa COVID-19 Sputnik V, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã được tháo gỡ. Trong buổi làm việc với Tổng Giám đốc WHO Ghebreyesus, Bộ trưởng Y tế Nga cho biết hai bên đã thảo luận về các thủ tục cần thiết đăng ký vaccine Sputnik V của Nga vào danh mục các loại thuốc được Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Ông cũng cho biết mặc dù vẫn còn một số thủ tục hành chính cần giải quyết, song đến nay, nhìn chung mọi rào cản về việc đăng ký và quảng bá vaccine Sputnik V của Nga tại WHO đã được gỡ bỏ. Tổng Giám đốc WHO xác nhận đã thảo luận với quan chức Nga về quy trình đăng ký vaccine Sputnik V vào danh mục các loại thuốc được WHO khuyên cáo sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Chính phủ Thái Lan thông báo bất kỳ du khách nước ngoài nào đã được tiêm đầy đủ vaccine ngừa COVID-19 hiện đều có thể đi du lịch Phuket, hòn đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng của nước này. Động thái được cho là nhằm cứu vãn ngành du lịch của Thái Lan trong đại dịch. Tổng cục Du lịch Thái Lan tối qua cho biết hiện khoảng 80 quốc gia đã đủ điều kiện áp dụng cơ chế hộp cát, trong đó cho phép những du khách đã tiêm đầy đủ vaccine ngừa COVID-19 đến từ những quốc gia có nguy cơ thấp và trung bình, được đến Phuket mà không cần thực hiện cách ly. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết trẻ em chưa tiêm vaccine vẫn có thể đi theo bố mẹ đã tiêm chủng. Thái Lan đã triển khai mô hình hộp cát vào tháng 7 và chương trình này đến nay đã thu hút được hơn 38.000 lượt du khách đến Phuket và giúp tạo ra gần 67 triệu đô la Mỹ. Giới chức Thái Lan hy vọng có thể mở cửa trở lại thêm 5 địa điểm du lịch khác, trong đó có thủ đô Bangkok, theo mô hình hộp cát từ đầu tháng 11 tới. Trong cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi tuần lễ cấp cao hàng năm kết thúc, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Abdullah Shahid đã nhấn mạnh hợp tác đa phương vẫn là biện pháp duy nhất để giải quyết các thách thức chung. Phát biểu tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, ông Shahid nêu rõ đại dịch COVID-19 vẫn là thách thức lớn và sẽ không chấm dứt cho đến khi chúng ta đạt được việc tiêm chủng phổ cập. Lưu ý rằng nhân loại đã chứng kiến sự tài ba và sự gắn kết lớn về vaccine trong thời gian kỷ lục. Ông Abdullah Shahid bày tỏ tin tưởng rằng thế giới có khả năng tạo ra miễn dịch toàn cầu bằng nỗ lực hợp tác đa phương. Theo kế hoạch, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Shahid sẽ tổ chức một sự kiện vào ngày 26 tháng 10 với chủ đề Hành động vì khí hậu cho con người, hành tinh và thịnh vượng để ứng phó với mối đe dọa từ tình trạng biến đổi khí hậu. Đặc phái viên phụ trách vấn đề khí hậu của Mỹ John Kerry ngày 2 tháng 10 đã kêu gọi các nền kinh tế lớn trên thế giới cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa tại hội nghị về khí hậu của Liên Hợp Quốc vào tháng sau để cho thấy họ thực sự nghiêm túc muốn giải quyết tình trạng nóng lên toàn cầu. Tại cuộc họp chủ bị tại Milan, Italy để chuẩn bị cho hội nghị các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP26, đại diện của Mỹ cho biết hiện nhiều quốc gia đã cam kết sẽ hành động để giới hạn nhiệt độ toàn cầu tăng ở mức 1,5 độ C và nhiều nước khác cũng có ý định tương tự. Quan chức Mỹ cũng bày tỏ hy vọng các quốc gia giàu có hơn sẽ thực hiện cam kết cách đây một thập kỷ về việc tài trợ 100 tỷ đô la Mỹ mỗi năm để giúp các nước dễ bị tổn thương thích ứng và chuyển đổi sang năng lượng sạch hơn.
COP26 dự kiến diễn ra tại Glasgow, Anh vào tháng sau nhằm tìm kiếm những cam kết tham vọng hơn từ các quốc gia ký kết Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015 để kiềm chế sự tăng nhiệt độ trái đất ở mức dưới 2 độ C và có thể ở mức 1,5 độ C được cho là lý tưởng so với thời kỳ tiền công nghiệp. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự trong nước và quốc tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.